Đang đọc truyện Hồ Bích Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ thứ 23, truyện dài Nhân Tình Ấm Lạnh của nhà văn Hồ Bích Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Phi Phụng tằng hắn, nói tiếp. Việc các em muốn tỏ với anh, đây là việc cũ chứ không phải việc nào mới. Số là Tú Cẩm, người xưng là anh của em, rồi kiện mà đoạt hết gia tài của em đó. Bây giờ đã cưới vợ rồi, về mua nhà mà ở trong chợ lớn. Cách ít tuần nay, em đừng ngồi nói chuyện với ông Phán Bà Phán. Thình lình anh bước vô, em trốn tránh hổng kịp nên phải chào hỏi ảnh. Ảnh gặp em, ảnh năn nỉ hết lời, xin em về nhà mà ở với ảnh cho ảnh nuôi. Hai vợ chồng ông Phán cũng theo khuyên dỗ em, xong em cũng nhất định hổng có chịu về. Ảnh mới để lại 200 đồng bạc bỏ lại trên bàn cho em. Từ hôm bữa đó cho đến nay, hễ cách vài ngày thì ảnh ghé nhà ông Phán một lần, khi thì gặp em, khi thì không gặp, mà lần nào ảnh cũng đem đồ đạc cho em. Em qua ý ảnh thì ân cần lắm, còn vợ chồng của ông Phán thì cứ theo khuyên dỗ em phải trở về mà ở với ảnh. Em đã nói chuyện cho anh nghe rồi, lòng em hờn anh Tú Cẩm, không biết cho đến đời nào mà phái cho được. Mà bây giờ tình trạng như vậy, em lấy là bối rối, không có biết tính lẽ nào, nên đến hỏi thử qua ý của anh, thì em nên về ở với anh Tú Cẩm cho anh nuôi, hay là em nên xa lánh người ấy? Em vẫn biết là anh thương em nhiều lắm, nên em tin lòng anh. Vậy anh định cho em phải làm thế nào, thì anh nói ra ngay, anh nói thì em nghe, em không có dám trái đâu. Duy Linh nghe rõ đầu đuôi. Tuy không phải vì Phi Phụng bày tỏ việc khác chứ không phải tư tình, anh ta hết sợ. Xong cô hỏi một điều khó liệu hết sức, bởi vậy anh ta ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ một hồi rồi nói. Đến bữa mà Tú Cẩm ghé nhà gặp em đó, mới hay ảnh về ở trên chợ lớn, chứ trước khi gặp em thì em không có về hay sao? Không, em có hay ảnh về trên này hồi nào đâu. Anh có nghe lâu rồi, xong thấy ý em không có ưa nên anh không có nói cho biết làm chi. Thiệt đấy chứ, dẫu em hay em càng giận, chứ không có ích gì á. Lúc anh gần cưới vợ thì anh đã hay rồi, mà cách chừng một tháng nay á, anh có thấy anh ghé mua đồ trong tiệm kế bên đây nữa nè. Ủa, anh biết mặt anh Tú Cẩm hay sao? Không, thủ này anh không có gặp lần nào hết á. Đến bữa đó anh mới biết. Anh chưa gặp lần nào sao anh biết được? Anh biết mặt người vợ, bởi người ấy đi với vợ nên anh mới biết. Người vợ ở đâu mà anh biết? Cô nọ hay ghé tiệm anh mà mua đồ thường thường. Có một bữa cô nọ nói chuyện với người ta rằng cô gần có chồng, rằng chồng cô tên là Tú Cẩm. Bởi vậy chừng cô đi chơi với chồng cổ nên anh mới biết. Phi Phụng dây mặt ra cửa sổ coi bộ suy nghĩ riêng, rồi cô dây vô, cười và nói. Thôi, nếu mà anh biết mặt vợ chồng anh Tú Cẩm lại càng tốt, chứ không có hại gì. Vậy còn chuyện của em, anh nghĩ cho em phải làm sao đây?
Duy Linh nghĩ rằng cái tình của mình đối với Phi Phụng cũng còn nặng nề thâm thúy như khi mình ở Bạc Liêu ra đi. Mình mà tất chiến ngã lòng này nọ là vì cô giàu sang, còn mình nghèo hèn, lại những chỗ gấm ghía cầu hôn đều giàu sang hơn mình. Có tỏ tình mình ra, cũng chẳng chắc Phi Phụng chuộng cái tình khăng khít của mình hơn là tham cái giàu sang của ba người kia. Ngày nay Phi Phụng sự nghiệp tan nát, chút thân liễu bộ trôi nổi xứ người, đã vậy mà những trai nài nỉ nợ duyên hồi trước, bây giờ đều xây lưng, ngoảnh mặt hết. Tuy ý cô vẫn còn vọng tưởng thủ hiệp, song người đó đã cưới vợ khác rồi. Dầu có hoài vọng cũng không ích gì, vậy mình cũng cầu cho cô cực khổ, may mặt mới xứng với phận mình. Chứ nếu để cô về với Tú Cẩm, cô trở nên sang giàu lại rồi, cô ở trên cao, mình đứng dưới thấp, mình sao giới tới. Với dầu cô có hạ mình đưa tay giới tới mà kéo mình đi nữa, thì thiên hạ cũng không rõ cái tình trong sạch của mình, chắc chẳng khỏi họ nói mình ham giàu sang, giường ấy, cái phẩm giá của mình nhẹ quá. Phi Phụng thấy Duy Linh suy nghĩ, tưởng là anh ta đắn đo, lợi hại phải quấy cho mình, chứ không về anh ta tính toán việc riêng của anh ta, nên cứ ngồi chờ không dám làm rộn. Duy Linh nghĩ như vậy rồi hổ thầm, bởi vì muốn phỉ cách tình của mình mà để cho Phi Phụng cực khổ, độ lượng ấy là độ lượng của tiểu nhân, chứ quân tử hễ yêu thương người thì phải lo làm cho nên người mà hại thân mình thì cũng vui, chứ có lẽ nào mình đành hại người đặng cho mình phỉ nguyện. Duy Linh nhớ tới sự đó thì trong lòng bâng khuâng khó chịu lắm, không biết tiện lẽ nào, nếu cản cô thì cô cực khổ, mà cô cực khổ thì mình mới phỉ chí ước mơ, còn nếu suối cô cao sang, mà cô cao sang thì chắc mình thất tình rúng chí. Trong mấy tiếng sẽ trả lời với Phi Phụng đây, theo người thường thì không trọng hệ gì bao nhiêu, mà theo phận Duy Linh thì có ảnh hưởng xa lắm, vì mấy tiếng ấy có thể làm cho Duy Linh buồn thảm hoặc vui vẻ trọn đời, mà hễ anh ta vui vẻ thì có lẽ nào Phi Phụng hèn hạ, vậy phải định lẽ nào? Duy Linh liếc ngó Phi Phụng, thấy cô ngồi im, nét mặt thật thà, đôi tròng đoan chánh. Trong lòng anh ta yêu thương kể xiết, thà là anh ta tan xương nát thịt, chứ không đành để cho người thương nhọc trí cực thân. Bởi vậy anh ta quyết khuyên Phi Phụng trở về, ở nhà cho Tú Cẩm nuôi. Song vì tủi lòng, sợ tiếng nghe biểu bạo, nên phải nói lớn lên. Em nên về mà ở với Tú Cẩm. Phi Phụng châu mày hỏi, vì cớ nào mà anh lại khuyên em như vậy? Vì anh không có muốn cho em cực khổ, nên anh khuyên em về. Phi Phụng xoay mặt vào vách tường, rưng rưng nước mắt nói, vì anh thương em, nên anh muốn như vậy, thiệt em không có dám cãi. Nhưng mà em nghĩ, em với anh Tú Cẩm đã có thù hiềm với nhau, ở chung một nhà thiệt là khó quá. Duy Linh đau đớn trong lòng hết sức, nhưng gượng làm tỉnh mà hỏi. Tại Tú Cẩm đoạt hết gia tài không có chịu chia cho em, nên em phiền phải không? Không phải, em có màng gì gia tài, ảnh là con của ba em, thì ảnh ăn gia tài em có phiền chi đâu. Người phải thì mới quý, cho tiền bạc mà quý gì. Vậy chứ em phiền chuyện chi? Em phiền là phiền ảnh phá đứt căn nợ của em, chứ không có phiền việc chi hết á. Ủa, việc đó thì em trách thủ hiệp mới phải, chứ sao em lại phiền Tú Cẩm? Thủ hiệp có làm chi mà em trách? Nó là người trọng tài kinh ước,
thấy em thất kiện, mất hết sự nghiệp, như vậy là tiểu nhân. Khạc nước miệng trên mặt nó không đáng hay sao? Thế Tú Cẩm có lỗi lầm gì đó mà em giận? Tại Tú Cẩm giật gia tài của em nên Thủ Hiệp mới bỏ em. Chứ nếu Tú Cẩm đừng có làm như vậy thì đời nào Thủ Hiệp đi cưới vợ khác. Em vì cái tình nó che đậy nên mắt không có thấy rõ, trí nghĩ không có nhầm. Em nói rằng tại Tú Cẩm giật hết gia tài nên Thủ Hiệp mới bội ước. Em đổ lỗi cho Tú Cẩm chứ không có phiền trách Thủ Hiệp. Em nghĩ lại coi, nếu Thủ Hiệp là trai ân hậu, nếu thiệt nó cầu hôn là kết nghĩa trăm năm với em, chứ không có ham nhạc ruộng rộng, thì Tú Cẩm đoạt hết gia tài của em, nó lại càng yêu mến thương xót thân phận em hơn hồi trước nữa mới phải. Nó phải cưới em, đặng bảo bọc nuôi dưỡng em, cho em bớt buồn rầu, cho em khỏi cực khổ. Chứ thương rồi mà làm sao thấy em nghèo, rồi nó không có đói hoài, lại đi tìm kiếm nơi khác giàu sang mà đi cưới. Mà em gọi tầm thương, hôm em mới gặp anh, em thuật chuyện nhà cho anh nghe, thì anh đã thấy ý em hiểu lầm rồi. Nhưng hôm ấy em đừng buồn rầu, lại anh cũng đừng bối rối nên không có muốn phân giải, phải quấy làm chi. Nay em nhắc tới chuyện đó nữa, nếu anh không có phân giải cạn lời cho em nghe, thì té ra anh không có tận tình với em. Vậy em phải xét mấy lời của anh mới nói đó lại coi, có phải là Thủ Hiệp đáng chê, đáng ghét hay không? Phi Phụng ngồi cúi đầu lặng thinh hồi lâu, mặt này buồn xo, quay bộ suy nghĩ lung lắm. Duy Linh thấy mấy tháng nay, ý cô còn hoài vọng Thủ Hiệp, thì trong lòng không vui. Thường muốn phân hắc bạch một lần cho cô nghe, xong không có dịp. Nay, nói ra được rồi, lại thấy cô ngồi suy tưởng, thì trong lòng mừng thầm. Anh ta lại nhớ tới mấy lời khuyên cô ta trở về với Tú Cẩm là lời chánh đáng, nên trong lòng càng vui, nên nói tiếp. Anh khuyên em nên về nhà mà ở cho Tú Cẩm nuôi là phải lắm. Vẫn gái thơ ngây, tuổi em đã chậm rồi, không có nên linh đinh như vậy, như trai vậy được. Em về nhà, hoặc may có chỗ nào xứng đáng họ cầu hôn, thì Tú Cẩm gả chồng, đặng cho thân phận yên ổn. Duy Linh nói mấy lời trong lòng đau đớn hết sức, tưởng là Phi Phụng tạ ơn hay tủi lòng rơi lụy. Chẳng dè, cô vùng đứng dậy, đi đi lại lại, rồi đứng giữa cạnh phía cửa sổ mà nói: "Anh á, đừng có nói tới căn duyên của em nữa, em đã thề rồi, ai nói tới á, em nghe em ghét lắm. Thiên hạ giả dối hết tẩy á, có ai biết tình nghĩa là gì mà mong xe duyên kết tóc?" Duy Linh nghe mấy lời vùng vằng, hiểu Phi Phụng đã thất tình cũng như mình hồi trước đã có qua cái đường buồn thảm ấy rồi, nay thấy cô bước chân vào đó, động lòng thương nên dùng lời nhỏ nhẹ khuyên: "Em đừng có thất chí, không có nên đâu. Đã biết ở đời á, người giả dối lập là phần nhiều, song có lẽ cũng có người chân chánh, biết trọng nghĩa khinh tài, dám vì tình liều thác. Chứ lẽ mà mọi người đều bội bạc hết hay sao em?" Phi Phụng đứng giữa cửa sổ ngó xuống đường qua thiên hạ qua lại, không thèm trả lời. Duy Linh thấy vậy ngồi lặng thinh, không nói nữa. Tuy hai người sắc mặt như thường, nhưng mà nếu có cái kiến soi cho thấu trong ruột gan, thì chắc sẽ thấy Phi Phụng trăm mối ngổ ngang, còn Duy Linh cũng thảm sầu dồn dập. Cách một hồi, Phi Phụng dây lại, lấy cái khăn choàng hầu sửa soạn ra về và nói với Duy Linh: "Thôi, anh biểu em như vậy thì em phải nghe lời anh. Nếu nay mai có anh Tú Cẩm ra rước, em ở yên rồi em sẽ ra thăm anh. Thưa anh em gì à?" Phi Phụng vừa nói vừa đi thẳng lại thang lầu. Duy Linh gạt đầu mà ngó lơ, chớ không dám ngó Phi Phụng. Cô vừa đi xuống khuất mình rồi thì anh ta lần lại cái giường để phía trong, leo lên giường nằm, dây mặt vào vách, nước mắt đầm đìa.
Hồi thứ 14, truyền dài nhân tình ấm lạnh của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Vì nghĩa mà đoạn tình, duy những người chí cao tánh tốt mới làm được. Duy Linh đã quyết cam chịu đau đớn để tấm thân phi phụng được sung sướng. Thái độ ấy là thái độ của hiền nhân quân tử. Nhưng Duy Linh là một người trai đa tình. Chí tuy cao, song tình cũng nặng, bởi vậy đã khuyên Phi Phụng về ở với Tú Cẩm nuôi rồi. Chừng Phi Phụng từ giả xa về, thì ruột gan, đau đớn, như ai giận, ai cắt, không biết nói sao. Chỉ nằm ôm lòng mà khóc, gần 2 giờ đồng hồ cũng chưa nguôi được. Thằng Cử dọn cơm trưa chờ hoài, không thấy chủ xuống ăn, mới lên lầu, thì thấy Duy Linh nằm, có như ngủ. Nó tưởng Duy Linh ngủ thiệt, nên bỏ đi xuống, đến 12 giờ, nó mới tính trở lên, kêu chủ dậy ăn cơm. Duy Linh ngồi dậy rửa mặt xuống ăn cơm, nhưng ngồi giữa mâm cơm, mặt mày buồn xo, sáng ăn cho hết một chén, xong nghẹn cổ, nghẹn hầu nuốt cơm cũng như nuốt đất, chẳng biết mùi chi hết. Trọn ngày đó, anh ta lững đững lờ đờ, như kẻ không hồn. Đến tối thanh vắng, anh ta mới suy, đường quấy, nghiệm nẻo phải, thầm nghĩ, rằng mình thương Phi Phụng thì phải lo làm nên dùm cho cô, mà mình đã làm, rồi còn phải ăn năn. Mình đã níu cái tình của mình rồi, sao còn tiếc mà buồn, sao còn tức mà khóc. Chú Linh nghĩ như vậy thì trong trí hổ thầm, nên quyết không buồn nữa, lại chúc cho Phi Phụng hòa hảo với anh. Định đôi bạn đặng trọn đời sung sướng. Qua ngày sau, Duy Linh buôn bán vui vẻ như thường. Duy lúc ban đêm, hễ nhớ tới Phi Phụng, thì trong lòng có hơi khoan khoái chút đỉnh. Cách đã hơn một tuần lễ rồi, mà Duy Linh không thấy Phi Phụng ghé tiệm, nên không biết Tú Cẩm đã ra rước cô hay chưa. Đêm nọ, lúc 10 giờ khi đóng cửa tiệm rồi, Duy Linh định lên lầu viết thơ, gửi qua bên Pháp đặng mua hàng. Viết 3 cái thơ xong, thì đồng hồ đã gõ 12 giờ. Duy Linh lại với bố nằm hút thuốc giải trí, đèn khí còn đốt sáng trưng. Ngoài đường vắng tiếng xe, cách một hồi nghe tiếng kẹt xe hơi bóp te te, phía bên đầu chợ, cách một hồi nữa lại nghe chị bán nem nướng, sao tiếng, thanh tao lạnh lót. Duy Linh hút thuốc phì phà, cặp mắt lim dim, ngó vào vách tường, lỗ tai lùng bùng lắng nghe đồng hồ đi lắc cắt. Đương bàng hoàng, bỗng nghe dưới đất, ngay trước cửa tiệm, có tiếng xe kéo, ngừng khua cọc gọng trên thềm gạch, rồi lại nghe tiếng gõ cửa kêu văng vẳng rằng. Cử à, Cử, em còn tức hay không em? Mở cửa giùm một chút nghe không? Cử à, Cử mở cửa nghe không? Duy Linh nghe rõ. Xong không biết tiếng của ai, lật đật chạy lại mở cửa sổ lầu dọt xuống. Người kêu đứng sát trong cửa là bị mái thiết án khuất, nên Duy Linh không thấy được. Chỉ thấy có cái xe kéo để giữa đường thôi. Thằng Sa Phu thấy cửa sổ trên lầu mở. Nó nói, tiếng chi đó không biết. Có một người ở trong cửa đi ra ngoài ngước mắt ngó lên. Đèn khí ngoài đường tuy không sáng lắm, nhưng Duy Linh nhìn biết là Phi Phụng, nên trong lòng hồi hộp, hỏi rằng. Phải em kêu cửa đó hay không em hai? Phi Phụng đáp, phải. Rồi hối mở cửa, Duy Linh không biết có việc gì nửa đêm, Phi Phụng ghé tiệm, nên lật đật, chạy riết xuống lầu, thì thằng Cử đã mở cửa rồi. Phi Phụng ở ngoài, xách giỏ áo quần bước vô, y phục bầu nhậu, mặt mày giả dưỡi. Duy Linh thấy tình trạng như vậy thì biến sắc, lật đật hỏi. Có việc chi vậy? Em đi đâu chừng này? Phi Phụng để cái giỏ xuống đất rồi ngồi đại trên ghế giữa bên đó, lấy khăn che mặt, vừa khóc, vừa nói, tức tưởi. Anh ơi, có gì khốn nạn lắm nổi không được. Thằng Tú Cẩm, nó là Tú Dật chứ không phải loài người. Em làm rồi nên em tức quá. Duy Linh chưng hửng, liền chặn ngang hỏi. Ủa,
Sao vậy? Phi Phụng khóc dùi mà đáp. Hôm nay em về với nó chẳng có chi là, mới hồi hôm nay nó làm thói trâu chó, em ngủ nó lén mở mùng chung vô nằm đợi bên em. Duy Linh nghe tới đó thất kinh, la lớn lên. Úi, cha chả, người gì mà anh ở nhơ nhúc như vậy? Anh ta giận đỏ mặt, thấy Phi Phụng ngồi khóc sướt mướt. Còn thằng Cử đứng ngó trăng trăng, bèn biểu thằng Cử đóng cửa lại, rồi mời Phi Phụng đi thẳng lên lầu, đặng kể hết đầu đuôi nghe, quay tại sao Tuất Cẩm là anh mà lại loạn luân như vậy. Phi Phụng lau nước mắt đi lên lầu, Duy Linh đi theo sau, nhớ lời mình khuyên cô hôm nọ, thì ăn năn vô cùng. Anh ta còn giận, muốn nghe cho mau, nên Phi Phụng vừa ngồi, thì anh ta biểu Phi Phụng thuật rõ đầu đuôi cho anh ta nghe. Phi Phụng mới nói. Hôm em ghé thăm anh đó, rồi em đi thẳng về nhà ông Phán, tối lại Tuất Cẩm ra năn nỉ khuyên em về, mà hai vợ chồng ông Phán cũng nói hùa theo nữa. Em nghĩ ai cũng muốn cho em về ở nhà Tuất Cẩm, rất đổi là anh còn khuyên em như vậy thay, bởi vậy em mới chịu đi. Tuất Cẩm nghe em chịu đi thì nó mừng rỡ hết sức, liền biểu em sẵn xe hơi thôi đi luôn bữa ấy với nó. Em biểu nó về trước để em sửa soạn đồ đạc, rồi xe hơi trở ra rước em. Nó không chịu về trước, nói rằng mà khi ở dưới cái cùng nó đã bị em gạt một lần rồi, nên nó muốn rước em đi một lượt chứ không có chịu để em đi một mình nữa. Em thấy nó nghi bụng em như vậy, em tức cười nên em thâu xếp quần áo mà đi với nó. Khi ra tới xe, nó để em ngồi sau, còn nó leo lên ngồi phía trước với chauffeur. Ý như vậy là kỹ lưỡng quá, làm sao em nghe cho được. Em nghe nó nói là nó cất nhà và cưới vợ rồi, chẳng về vô tới đó thì thấy nó có một căn phố lầu chứ không phải nhà. Phố của nó ngó ra đường xe lửa Mỹ Tho, người lân cận đều là chợ thất thải, không có thấy người mình. Em mới hỏi nó chứ vợ nó đi đâu, và nghe nó nói cất nhà mà tại sao lại ở phố, thì nó nói rằng nhà cất chưa rồi, nên phải mướn phố ở đỡ, còn vợ về thăm cha mẹ, rồi bị cảm thương hàn nên còn ở bển uống thuốc, đợi mạnh rồi sẽ về. Em tin lời nó nên em không có nghi ngờ chi hết á. Em ở đó hôm nay thường thấy khách khứa hay đến nhà, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, mà người nào cũng nói chuyện bài bạc, chứ không có nghe nói chuyện chi khác. Tuất Cẩm cũng ít ở nhà, đi ngày đi đêm, đi hoài, mà ở về nhà thì hỏi em việc này, việc kia, bộ ân cần thương tưởng lắm. Em nghi nó đi bài bạc. Nó thì cứ nói dối với em, khi thì nó nói đi coi đất, khi thì nó đi thăm vợ, nó cũng ít ăn cơm nhà lắm. Hôm bữa về, nó ăn cơm với em một bữa trưa, rồi chiều nay, nó ăn một bữa nữa. Ở trong nhà thì có một bà già nấu ăn với một thằng Bồi. Hồi tối ăn cơm rồi, nó kêu thằng Bồi á, ra ngoài cửa, nói nhỏ chuyện gì không biết, rồi thằng Bồi đi mất. Cách một lát, có xe hơi đem lại, nó rủ em lên xe đi chơi với nó. Em không đi, nó đi một mình, em lên lầu nằm nghỉ. Em đang mơ màng, bỗng nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa, và bà già nấu ăn ra mở cửa. Em biết Tuất Cẩm gì à? Xong phòng của nó ở tầng dưới. Em chắc nó về mà hễ thấy trên lầu tắt đèn hết là biết em đã ngủ rồi thì nó ngủ, chứ không lẽ nó kêu em thức dậy mà nói chuyện. Thiệt quả ở tầng dưới tuy đèn còn đốt sáng, xong không có nghe tiếng tâm chi hết á. Em nằm một hồi vừa mới thiêu thiêu ngủ, bỗng cái giường của em nó rung rinh. Em giật mình mở mắt ra, nhờ bóng đèn ở tầng dưới dọi lên sáng lờ mờ, em thấy có một người đang dở mùng lén leo lên giường của em. Em tức sắc kinh tâm, dùng ngồi dậy hỏi lớn rằng
anh làm cái gì kỳ cục vậy? Nó cười hì hì, nó bị nằm xuống đặng, nó nói chuyện cho em nghe. Nó lại nắm tay em nữa. Em giận quá nên giả vào mặt nó, rồi chạy lại lên cầu thang mà kêu bà già. Nó chạy theo ôm em lại, em dùng vậy không nổi, tưởng thế em cào mặt nó đau quá. Nó giận nó đánh em, nên em lật đật chạy xuống cầu thang. Nó không có chạy theo, lại đứng lên chửi em, rồi quăng vỏ áo quần của em xuống, đuổi em đi khỏi nhà. Nó cho mau, em ở trong nhà, nên thất thế, lại bà già nấu ăn bỏ đi đâu mất, không thấy mặt. Em sợ nó chạy thì làm dữ thì khổ cho em, nên em xách vỏ mở cửa ra ngoài đường lính quýnh, không có biết đi về đâu. May thấy có một chiếc xe kéo, đang nghỉu nghếch. Em kêu lại, rồi biểu đi Sài Gòn về nhà ông Phán, mà nói cho vợ ông hay. Vì vừa nghe kỳ thứ 23 chương dài Nhân tình ấm lạnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.